É, sempre melhor, né? Nguyệt Quế này nhiều hoa quá. Đây, cái mấy cây Nguyệt Quế nữa nơi. Cho nó lân tổng hợp anh ạ. Lân tổng hợp á? Vâng, thế là chúng em có kìa, 40.000 một cân. Nhưng mà cây của các anh mới trồng quý vị, qua 6 tháng cơ, 6-7 tháng là đi với cho ăn từ từ, là ít một. Chứ không cho ăn ngay được đâu. Ăn ngay là sót đấy. Nó thay chậu thì không có ăn ngay được. Và mua cái lần hữu cơ không bị sót. Thêm cây này. Đây này hàng mới đây này, hàng mới đây. Đấy, Nguyệt Quế nhiều hoa chưa? Đây. Đấy một cây. Cây mới vào đây chỉ chít kìa. Đấy, cây này nhiều. Một cây như thế khoảng bao tiền? Siêu hoa mà. Đấy, khoảng bao tiền? Hả? Bao tiền cây đấy bà? 7 triệu cây. À 7 triệu cây. Cây này cũng thế à? Ừ. 7-8 triệu đấy. À. Siêu hoa 7-8 triệu một cây. Khế này, nhìn quả thích chứ. Rồi, xin chào các bác. Cuối tuần mưa gió quá nhưng mà ngồi nhà chả làm gì, buồn. Mà cây ở nhà thì cũng chưa cây gì mới để làm. Thì thử ra mò ra chỗ bờ vững hoặc mấy bà quanh quanh đi xem có cây gì hay hay để múc về để vui vui tí khai xuân. Nhưng mà có vẻ hơi khó à, ngoài chợ thì mình bị khó kiếm được cây ưng ý lắm. Đấy. Thì xa xem bà vững có cây gì mới không. Vừa hỏi thì thấy bà về quê đang nhờ người trông hộ nên là thử xem có cây nào mới thì alo bà đấy bạn. Vâng nhá. Ngày mưa gió được cái không phải tưới cây các bác. Chứ còn mưa gió thì đi đâu ngại lắm. Đây bây giờ đây thấy cây cây si này mới nhưng mà nó không phải gu của mình nên là rất là khó. Không phải gu của mình. Đây là một cây si nhưng nó là một cây mới mà từ trước Tết giờ thì thấy định bày ba quê ở Nam Định mà không biết là đi chợ Viềng về có múc được cây nào hay không thì cũng ra nghế cái nhưng mà không được đi vào tiền là có cái cây si mới mà chợ Viềng Nam Định thì mua phôi mua ấy thì nhiều cây đẹp nhưng mà em chưa đi được lần nào. Bút tiếng thôi. Đấy, đây là cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy này khá là hoành tráng này. Thuộc loại lá lớn này kìa. Đang có hoa này. Đang có hoa này. Đấy, đang có hoa này. Mai chiếu thủy. Đấy, thân thế tạo được nhưng mà bệ rễ có vẻ là chưa được ổn. Bệ rễ thì chưa được ổn. Đây nha các bạn. Cây này chắc bà cũng phải đòi cỡ tầm là trên chục. To mà, to đấy. Nó cao chắc chỉ tầm 60 phân nào. Đấy, nó tùm quá. Là có cây mới và nó hay ho hơn cả những cây khác lem nhem ở đây tí. Đấy, là cây mai chiếu thủy. Mỗi tội là khó quay, tùm quá. Rồi chú Tùng ở Bắc Ninh cứ mời gọi lên triển lãm để chú ấy mang rất là nhiều cây đẹp đi nhưng mà thật là cháu không đi được. Nếu chú có xem video thông cảm nhé. Cháu cứ quanh quẩn ở Hà Nội được thôi chứ cần đi xa không đi được. Không phải hành nghề như các bác đỗ sinh hay là các bác hay là bác mấy bác hay quay video á. Cháu thuần túy chỉ để đam mê thôi. Đấy. À đây có một cây nữa. Cây này thì rõ hơn. Như vậy là cây này thì nét hơn một chút. Chân vệ thì cũng ổn, thân thế tạm được mà tay cảnh hơi không tương xứng, hơi kém, hơi vặn vẹo quá. Đây là có đôi mai chiếu thủy này. Cây này to đấy, cây này to chậu thì bằng cây kia nhưng mà thân thì to hơn nhiều, thân thì to gấp đôi, gần gấp đôi. Đấy, bệ cái này thì đều hơn, bệ đều hơn, cao cũng tầm đấy. Đấy, bệ đều hơn, đậm phong cách miền Nam này.
đây, cứ bẻ 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 này, này. Không cần có nguyên tắc gì cả. À, nguyên tắc thì nó thì là cứ tán hình thông thôi. Còn cứ bẻ bẻ tay cành thì không cần mọc đúng chỗ cũng vẫn bẻ được. Đấy. Và làm theo lối đấy chứ. Thực chất là miền Nam, các bác miền Nam chơi cây rất hay, chứ không phải là cứ phong cách bẻ bẻ đâu. Bẻ bẻ này là tức là bẻ tay cành vào dây ấy. Tức là do tính thương mại thôi, chứ cũng, miền nào thì cũng có những nghệ nhân tài ba cả. Đấy, các bác ạ. Xem về điểm này. Cây nguyệt quế lắm hoa quá. Nguyệt quế lắm hoa. Đấy, có cây nguyệt, mấy cây nguyệt quế mới. Cây này. Cây này. Mưa sắp đổ xuống nơi rồi. Đây, cây me. Cây me. Cây me. Cây me khá là già. Đấy, cây me. Cố gắng tí không tí mưa đổ xuống bây giờ. Kiếm một cốt xanh hay hay mà cũng mong chờ nó lạc lõng ở trong này nhưng mà không có, không thấy. Mong chờ nó lạc lõng biết đâu đấy bà lại múc được về đây mà không thấy. Đang tiếp tục đi tìm. Lộc vừng. Thế lộc vừng có những cái củ này thì cũng rất là nhiều nhưng mà bệ rễ của nó lại không được côn, không được bệ, không được nét. Nó bệ rễ thậm chí có thể rất là nhiều nhưng mà nhìn nó vẫn rất là lôi thôi. Này câu này chắc vừa mới lên. Lộc vừng to. Còn thô lắm. Vẫn còn thô lắm. Vẫn còn thô lắm. Tìm kiếm một cái cây nét nét ở trong này là hơi khó đấy. Quả quả sung này nhiều quả ghê đấy. Đấy, cái dòng sung này rất nhiều quả này. Dáng thế thì ta không nói vội nhưng mà cái vòi quả nó dám ăn. Có bà có chăm bón thì đâu, chỉ tưới thôi. Đấy, giống nó như vậy rồi. Nuôi là có quả đấy. Nữa là đây cái lộc vừng. Đầu mùa xuân lộc vừng đẹp chưa? Lộc vừng lộc lá đẹp chưa? Tạm thời không nói đến dáng thế vội nhưng mà cứ nhìn thấy cái lá đỏ lộc non này là mùa xuân là lộc lá này là thích rồi. Đó, một năm tràn đầy lộc. Lộc vừng. Chả biết giá vào đâu vì bà đang ở quê mà. Tôi chỉ ăn áng cây này chắc bà tầm bán tầm 4 đồng, 4 đồng, 4, 5 đồng, 4 đồng. Đấy. So với tôi đoán thế, với lại thường thường mà tôi hỏi thì là như vậy. Đấy là cây lộc vừng. Sung với lộc vừng với lại đại loại là những cây đem lại tài lộc sung túc. Mùa xuân là rất nhiều người mua. Có những người chỉ chơi rất đơn giản là chỉ ra mua một cây sung hoặc một cây lộc vừng, không quan trọng dáng thế. Cái kim quýt. Kim quýt. Đấy. Một số cái cây nguyệt quế, cây này nguyệt quế này nhiều hoa dã man, thơm lắm. Này, hoa kiểu già lý chết thì phải, nhiều này quá nhiều hoa. Nguyệt quế vô cùng nhiều hoa. Đó. Cây này thì nó bị
cắt mất cái thân chính đây, nó có hơi cọc một chút. Đấy. Nhưng mà được cái nhiều hoa. Con này chắc bà cũng bán tầm độ 5 đồng, 5 triệu. Đây. Tùng, cái tùng này cũng hay đấy. Mất cái chậu vẫn sống. Xanh um rồi này. Đấy. Nhiều khi tùng cứ quăng quật thì nó lại sống mà cứ chăm sóc cẩn thận, nhiều khi cứ nâng niu lại chết đấy. Xem có cái xanh nào. Tùng xanh mướt. Bà chả bón gì đâu. Nhiều tuyết rồi. Đây, để phá xem cái cây si mà hôm trồng lại xem có ra gì không. Muốn khai xuân một cây thật là đẹp mà chưa thấy các bác ạ. Đẹp thì tất nhiên là giá nó cao. Nhưng mà nhiều khi mà cao cũng chấp nhận được, vì cây mà có giá thì không phải bàn các bác. Đắt tí cũng chẳng sao. Đắt tí cũng không bao giờ mất giá. Đấy. Nhưng mà nó cứ còn đôi chút lăn tăn về, thậm chí là rất là nhiều cái lỗi thì cứ bình tĩnh các bạn. Mua cây là phải chốt, thấy mê, nhìn phát là thấy phê luôn ấy. Mua kiểu mua bất chấp ấy. Xung lúc ra cũng ghê đấy. Gốc gác ghê đấy. Ôi quá, cục lốc. Đó. Trong kia có cây xanh hay cây gì. Chắc là cũng cũ thôi, nhưng mà nhìn xa có vẻ hoành tráng đấy. Nhìn xa có vẻ hoành tráng. Ủa, chuột chạy tung tung rồi. Đấy, chuột chuột thiên đường của chuột. Ôi thiên đường của chuột đấy. Bà vừa nãy là bà bán hộ trông bề bà vững đây. Cái xanh to chào bà luôn. Ôi đi ra để ra xem khu vực khác, các bạn xem khu vực ngoài có cái gì mới không ạ. Nếu có mới thì tôi lại quay tiếp, không thì lại thôi, gọi là hôm nay đi chơi. Đấy, lại ra chỗ cây độc phừng. Nhiều bác quả mình cứ đi cứ lầm bầm một mình này, giờ hơi báo cáo bác giờ hơi độ nặng rồi. Cái dòng suối này các bác, dòng suối rất nhiều hoa này. Cái dòng này là dòng nhiều hoa đúng không? Đấy, rất nhiều hoa.